huấn luyện viên Gong Oh-kyun dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội. Huấn luyện viên Gong Oh-kyun ký hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ Công an Hà Nội sáng nay ngày 31 tháng 10, nhận nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch V-League. Theo hợp đồng được ký sau chuyến thăm đến đại bản doanh của câu lạc bộ ở trung tâm PVF Hưng Yên, ông được mang theo một trợ lý. Ông nhận chỉ tiêu giúp đội nhà bảo vệ chức vô địch ở mùa giải 2023-2024. Huấn luyện viên Gong sẽ bay về Hàn Quốc trong tối nay, trước khi trở lại Hà Nội 3 ngày sau để hoàn tất các thủ tục giấy tờ. Vì vậy, ông sẽ không kịp chỉ đạo đội đá trận derby với Hà Nội Fan Club tại vòng 3 ngày 3 tháng 11. Nhà cầm quân này dự kiến ra mắt ở chuyến làm khách đến sân của Hải Phòng ngày 4 tháng 12, sau quãng nghỉ dành cho các đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Gong, áo đỏ, tại trung tâm bóng đá PVF ở Hưng Yên, nơi đóng quân của câu lạc bộ CAHN, sáng nay ngày 31 tháng 10. Huấn luyện viên Gong sinh năm 1974, từng dẫn dắt U23 Việt Nam đá giải U23 châu Á năm 2022. Khi đó, ông gây ấn tượng mạnh vì khuyến khích các cầu thủ trẻ tự tin cầm bóng, phối hợp ngắn và chơi tấn công. Đội ra quân bằng trận hòa 2-2 với Thái Lan khi hai lần dẫn trước. Sau đó hòa Hàn Quốc 1-1 rồi thắng Malaysia 2-0 để giành vé đi tiếp. Tại tứ kết, huấn luyện viên Gong cùng các học trò thua đội sau đó vô địch là Ả Rập Saudi với tỷ số 0-2. Chia tay U23 Việt Nam sau đó, huấn luyện viên Gong chưa dẫn dắt đội bóng nào. Huấn luyện viên Gong khi dẫn dắt U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm 2022 tại Uzbekistan. CAHN đang sở hữu đội hình tốt nhất bóng đá Việt Nam với hàng loạt ngôi sao như thủ môn Philip Nguyễn, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Bùi Tiến Dũng, hậu vệ biên Vũ Văn Thanh, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, tiền vệ Phan Văn Đức, Nguyễn Quang Hải, ngoại binh Jeovan. Tuy nhiên, họ chưa xây dựng được lối chơi ấn tượng như kỳ vọng. Mùa trước, CAHN được dẫn dắt bởi 3 huấn luyện viên khác nhau, lần lượt là Paulo Foglia, Flavio Cruz, rồi Trần Tiến Đại, người vốn giữ ghế giám đốc kỹ thuật lên quân ngay trước vòng cuối. Sang mùa này, ông Đại đã chỉ đạo 2 trận ở V-League, gồm trận Hòa Bình Định 1-1 trên sân nhà và trận thắng Hoàng Anh Gia Lai 3-0 tại Pleiku. Trước đó, ông Đại cùng CAHN thua Thanh Hóa ở trận tranh siêu cúp quốc gia,